phải sống sao, sống bên những sai lầm của anh. Mà tại sao từ trong tâm trí em giọng mà. Cứ bảo em phải ra đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phố xây biệt ly. Dòng lệ hai bờ mi, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để yêu anh, để bên anh phải không? Chọn con tim hay lắng nghe lý trí, hay quá à. Chọn yêu anh hay chọn phố xây biệt ly. Thầm mong anh nhận xa trước khi đã qua muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Rồi bà quá. Mặc dù hoạt hình. Với trong tim mình dường như cả hai còn yêu, còn cần bên nhau, cần quan tâm nhau dài lâu. Gentlemen, welcome to ZMTQ 2020. Lung linh trong đêm như vì sao trời, là ánh mắt đó như đang gọi người. Từng phút trong môi sao không nên lời, khi người bước tới bên em sẽ tìm mới. Là ai ai mang theo bao nhiêu nồng say. Trong vòng tay trao cho em bao nhiêu ngất ngây, để con tim em giờ đây yêu anh quên hết tháng ngày, tâm trí em như phút bay quên được bên anh mãi. Anh là ai, anh là ai, anh là ai mà lòng em mong manh thao thức bên bao đêm. Anh là ai, anh là ai, anh là ai, anh là ai người vừa đi chưa cho em kịp biết tên. Mong một mai được gặp lại, là anh đây con tim em bất nhau màu. Anh là ai, anh là ai, anh là ai, anh là ai mà cho em bao say đắm nhớ mong. I'm in love. You make me crazy, L-O-V-E, that's what you make me happy, L-O-V-E, that's what you make me crazy, L-O-V-E, I'm in love! Đẹp xinh ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ anh, nắng đậm tràn lung linh đẹp xinh, và hãy hát say sưa cùng tôi như
touch my body. Don't you dare. Đầu tiên thì chúc mừng Kara. Và hơn hết có một thông tin mà Duy Khánh muốn chia sẻ với lại phía ban giám khảo cũng như là tất cả các bạn khán giả. Thì Vũ Đoàn ngày hôm nay nhảy cho Kara trong cái tiết mục mashup 3 bài này cũng là Vũ Đoàn nhảy trong clip gốc với chị Tóc Tiên luôn. Hèn chi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời anh. Trong lúc mà nãy Kara đang nhảy, đang diễn là bà Hồng Mánh không dưới 3 lần cứ quay qua. Hay quá. Một cái câu tiếp. Hay quá. Mà bánh bây giờ bánh nũng nịu với mình vậy đó. Ủa bé Kara nó hay tự nhiên quay qua nũng nịu tôi chi vậy? Tức nghĩa là không biết một cái phản ứng nào để mà cho nó xứng đáng với cái tiết mục vừa rồi á. Thiệt luôn á, để tìm cái sự đồng cảm á. Cái mặt y chang vậy nè, cái mặt đó. Hay quá. Mà cái mặt tội á, cái mặt tội á. Mà thiệt, tức là nãy giờ anh không có cảm giác là mình đang coi một cái phần thi, mà cảm giác là mình đang coi một cái phần trình diễn chuyên nghiệp. Trên sân khấu này nó hoàn hảo từ đầu đến đuôi, nó không có cái gì chê hết trơn trọi á. Thật ra để bắt chước giọng Tóc Tiên không dễ nha. Em có thể bắt chước về nhảy, về trang phục này kia mọi cái, thậm chí là thần thái trên gương mặt bắt chước được. Nhưng để bắt chước cái giọng Tóc Tiên là một điều khó. Bởi vì giọng của Tóc Tiên á là một cái giọng của dòng nhạc trẻ trung, dễ nghe. Chứ giọng của Tóc Tiên không phải là một cái giọng hát mà nó có một cái âm sắc quá đặc biệt để mình có thể mình bắt chước. Nhưng mà nãy anh nghe rất kỹ thì cái cách mà Kara mở khẩu hình á, những cái âm cuối mà Kara phát ra nó sáng và nó ra đúng cái màu của Tóc Tiên. Ví dụ như cái bài đầu tiên nè, cái chữ biệt ly á, trong cái câu nào đó anh quên rồi, là nghe cái chữ biệt ly nó y xì Tóc Tiên luôn. Rồi cái bài sau, anh là ai, cái chữ ai cuối cùng em mở cái khẩu hình, cái vòm ra để cái âm thanh nó phát ra nó rất là giống với cái giọng của Tóc Tiên luôn. Còn về vũ đạo thì anh nghĩ rằng nó nằm trong khả năng của em. Về diễn xuất, về thần thái, em giả đàn ông, em giả Sơn Tùng còn giống mà nói chim giả Tóc Tiên, đúng không? Dạ, à, cho nên ngày hôm nay thật sự là anh cảm giác rất là đã khi mà xem Kara trong cái tiết mục này 3 bài liên tục với nhau mà gần như không thấy em mệt. Em có lén em mệt không Kara? Bây giờ mới lén mệt đấy ạ. Không, bây giờ là mệt nó lộ ra ngoài, đúng không? Mệt công khai luôn, đúng rồi, đừng có lén nữa. Chứ còn hồi nãy là gần như không có thấy lúc nào mà Kara tỏ ra mệt mỏi hết. Từ bài thứ nhất qua bài thứ hai, bài thứ nhất là còn đứng êm dịu nhẹ nhẹ hát ha, qua bài thứ hai là nhảy rồi, qua bài thứ ba là nhảy đùng đùng đùng, nhảy đỉnh điểm, nhảy cao trào luôn mà vẫn giữ được cái sức của mình, thì chứng tỏ ở em là có cái bản lĩnh của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, biết phân bố sức của mình đều đặn qua từng tiết mục thi để giữ được cột hơi, giữ được giọng hát, không có chênh phô một chỗ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Và ngay sau đây sẽ là giám khảo Mỹ Linh. Tôi nói rất là ngắn gọn, đây là một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Điều thứ hai đó là tôi muốn được gặp lại bạn ở trong đêm chung kết. Bạn rất là xứng đáng. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Và cuối cùng là giám khảo Hồng Ánh, xin mời nè, chị. Nãy thay vì quay qua tôi cứ giỏi quá, giỏi quá, hay quá, giờ nói thẳng với người ta. Sở dĩ mà Hồng Ánh có cái biểu cảm đó là bởi vì mình không có tìm được cái từ nào để thể hiện cái sự hấp dẫn trong cái tiết mục vừa rồi của em. Mình muốn là trên bàn nó có bao nhiêu cái bảng là mình muốn gom lên, mình dơ lên hết đó. Thật sự luôn. Nếu như cái lần trước Hồng Ánh đã có một cái cơ duyên để mà ngồi vào giám khảo thì mình đã xem được cái phần của bạn là bạn thể hiện diễn viên Hài Thúy Nga, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có thể là cái phần diễn xuất rất là tốt nhưng mà nó là cái gì, nó không phải là thế mạnh của Kara. Dạ. Nhưng ở đây bạn giống như là cá gặp nước vậy đó. Mà Hồng Ánh thấy nha, đây là một phiên bản Tóc Tiên hoàn hảo và xuất sắc. Thậm chí là có những cái nét sexy và khiêu gợi mà nó hợp với cái gu của Ánh hơn nữa. Dạ. Hồi nãy ở ngoài á, một số bạn phóng viên có hỏi Hồng Ánh mình ấn tượng với các thí sinh nào, nhắc một tên một bạn nữa và trong đó có bạn. Dạ. Cũng như Mỹ Linh, mình sẽ rất là buồn và thể hiện đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao không được vô vậy? Nếu như bạn không vào vòng chung kết, chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Hồng Ánh rất nhiều ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho Kara Phương.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, xin mời bạn về chỗ.